Thảm họa Hindenburg, dấu chấm hết của kỷ nguyên khinh khí cầu. Ngày 6 tháng 5 năm 1937, khinh khí cầu khổng lồ Hindenburg, niềm kiêu hãnh của nước Đức, đã bất ngờ bốc cháy rồi phát nổ trên bầu trời nước Mỹ, đặt dấu chấm hết cho sự tồn tại của một phương tiện đường không từng thịnh hành trên thế giới vào đầu thế kỷ 20. Và phải mất hơn 7 thập niên sau đó, các nhà điều tra mới tìm ra nguyên nhân của thảm kịch kinh hoàng này. Niềm kiêu hãnh của nước Đức. Từ đầu thế kỷ 19, nước Đức đã nổi tiếng với việc sản xuất các loại khinh khí cầu có kích thước lớn. Sĩ quan quân đội Đức Ferdinand von Zeppelin đã phát triển thành công công nghệ sản xuất khinh khí cầu có kết cấu khung cứng vào cuối những năm 1800. Một thế kỷ sau, nước Đức tiếp tục phát triển thêm nhiều loại khinh khí cầu mới với kích thước lớn và công nghệ tân tiến hơn. Trong đó có chiếc khinh khí cầu mang tên LZ-129 Hindenburg, gọi tắt là Hindenburg, được sản xuất vào năm 1931. Nó được đặt tên theo cựu Tổng thống Cộng hòa Weimar, nền Cộng hòa đầu tiên của nước Đức, Paul von Hindenburg. Hindenburg có kết cấu khung cứng với những thanh xà dọc và tròn làm bằng duralumin, một hợp chất của nhôm. Nó có tổng chiều dài 245m, đường kính 41,2m, lớn gấp 3 lần máy bay Boeing 747. Và có thể đạt vận tốc tối đa 135 km/h. Với kích thước khổng lồ như vậy, Hindenburg có sức chứa tới 72 hành khách. Để hoạt động, khinh khí cầu Hindenburg có tới 4 động cơ Mercedes-Benz vận hành. Thêm vào đó, nó còn được trang bị 16 khoang chứa khí làm từ cô tông keo hóa, giúp cho khí cầu dễ dàng lơ lửng trên cao. Những khoang khí này được thiết kế để chứa heli, loại khí an toàn hơn hydro vì không bắt lửa. Tuy nhiên, vào thời điểm Hindenburg hoạt động, người Đức đã sử dụng khí hydro thay cho khí heli bởi vì heli quá đắt, cần nhiều thợ điều khiển và có thể làm giảm sức chở hành khách. Khinh khí cầu Hindenburg còn hơn cả một phương tiện giao thông, nó giống như một khách sạn 5 sao xa hoa, được trang bị đầy đủ phòng ăn, phòng nghỉ, phòng viết, quầy bar, phòng hút thuốc sang trọng. Chính vì vậy, nó chủ yếu phục vụ những khách hàng giàu có và quyền lực. Hindenburg chính thức được cất cánh lần đầu vào tháng 3 năm 1936 và thực hiện tổng cộng 63 chuyến bay, chủ yếu từ Đức đến Bắc Mỹ và Nam Mỹ. Từ khi ra đời, khinh khí cầu này đã góp công lớn tạo nên một kỷ nguyên hoàng kim cho việc du lịch trên không bằng khinh khí cầu. Chính vì vậy, nó đã trở thành niềm tự hào của người dân Đức nói riêng và của cả thế giới nói chung. Thảm kịch Titanic trên không. Giống như trước đó, những ngày đầu tháng 5 năm 1937, khinh khí cầu Hindenburg vẫn tung bay kiêu hãnh trên bầu trời nước Đức. Đến ngày 3 tháng 5 của năm đó, nó đảm nhận vai trò chở khách khởi hành từ Frankfurt nước Đức tới Lakehurst của nước Mỹ để du lịch trong 10 ngày. Mọi chuyện vẫn diễn ra suôn sẻ cho tới rạng sáng ngày 6 tháng 5 năm 1937 khi Hindenburg tới trạm bay ở Lakehurst muộn hơn vài tiếng so với lịch trình. Vào thời điểm đó, thời tiết nước Mỹ đang rất xấu khi sắp phải đón nhận cơn bão lớn. Chính vì thế, cơ trưởng Max Bruce buộc phải cho Hindenburg bay vòng qua Manhattan để tìm thời gian hạ cánh phù hợp. Cuối cùng, đến 7 giờ sáng ngày 6 tháng 5, Hindenburg cũng bắt đầu quá trình hạ cánh ở Lakehurst trên độ cao khoảng 200m. Và để có thể hạ cánh, phi hành đoàn phải thả dây và ròng rọc xuống, móc vào các cột mốc dưới mặt đất. Hàng trăm người dân Mỹ đã chứng kiến quá trình này trong sự tò mò, tung hô và thán phục. Tuy nhiên, đến khoảng 7 giờ 25, khi còn cách mặt đất chỉ khoảng 60m, khinh khí cầu Hindenburg đã đột ngột bốc cháy dữ dội ở phần đuôi. Sau đó, một chuỗi phản ứng tiếp theo đã khiến cho ngọn lửa nhanh chóng lan tới phần đầu của khinh khí cầu. Ngay sau đó, Hindenburg đã bắt đầu mất cân bằng, đâm thẳng xuống đất, khiến cho một vùng rộng lớn thuộc Lakehurst, bang New Jersey đã chìm trong khói lửa. Vậy là toàn bộ niềm kiêu hãnh của nước Đức đã bị cháy rụi hoàn toàn chỉ trong chưa đầy một phút. Đám đông gần 1.000 khán giả chờ đón Hindenburg trên mặt đất cũng bắt đầu thốt lên kinh hãi và bỏ chạy tán loạn. Trong khi bị cháy, đã có một số hành khách và thành viên phi hành đoàn liều mình nhảy xuống từ độ cao hơn 10m và họ đã may mắn sống sót. Tuy nhiên, thảm họa bất ngờ ập đến đã khiến cho 35 người trong tổng số 97 người có mặt trên khinh khí cầu, gồm 36 hành khách và 61 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng. Một số người khác trên mặt đất cũng đã tử nạn khi Hindenburg lao xuống. Thảm họa Hindenburg được nhiều người ví von như thảm kịch Titanic trên không. Nó đã làm tiêu tan niềm tin của công chúng đối với những khinh khí cầu khổng lồ.
Một chuyên gia hàng không cho biết, chẳng ai muốn bay trong những khinh khí cầu chứa đầy hydro cả, họ đã quá sợ hãi. Ngoài ra, khi Hitler trở nên quyền lực hơn thì mọi người không muốn sử dụng khinh khí cầu của Đức Quốc xã nữa. Và sau này, những tiến bộ trong công nghệ lĩnh vực máy bay cũng góp phần khiến cho khinh khí cầu trở thành dị vãng. Nhiều chuyên gia nhận định, Hindenburg là một thành tựu kỹ thuật đáng kinh ngạc vào năm 1928, nhưng đến năm 1936, nó trở nên lạc hậu trước sự ra đời của máy bay. Bạn đang xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Nếu là một người mê đọc sách nhưng bận rộn, bạn có thể tải ứng dụng Sách Tinh Gọn do NNT Studio sản xuất. Ứng dụng cung cấp phiên bản tinh gọn của hàng nghìn quyển sách. Với mỗi quyển sách, chúng tôi đã chắt lọc những ý tinh túy nhất, giúp bạn tiết kiệm thời gian mà vẫn nắm bắt trọn vẹn nội dung của quyển sách. Bạn có thể tải ứng dụng tại website sachtinhgon.com. Đi tìm nguyên nhân gây ra thảm họa. Tấn thảm kịch cháy khinh khí cầu Hindenburg như một tiếng sét đánh tan biểu tượng lừng lẫy một thời của Đức Quốc xã. Thông qua đó, nó cũng làm dấy lên nhiều nghi vấn xung quanh nguyên nhân xảy ra vụ việc. Khi đó, dư luận thế giới đã không khỏi xôn xao về những gì đã diễn ra. Báo chí, nhiếp ảnh gia tận mắt chứng kiến quả cầu lửa hạ cánh đã liên tiếp giật tít đưa tin và không quên đoán già đoán non về nguồn gốc của vụ hỏa hoạn. Ngay sau khi vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra, đã có 3 ủy ban điều tra được thành lập nhằm xác định nguyên nhân. Lúc đầu người ta đưa ra kết luận rằng một tia lửa đã làm cháy khí hydro, khiến cho ngọn lửa lan rộng. Tuy nhiên, họ lại không nói rõ nguồn gốc của tia lửa này, cũng không xác định được bộ phận nào bị rò rỉ. Bởi lẽ vào thời kỳ đó, cả chính quyền Đức cũng như Mỹ đều không muốn điều tra quá rõ về một thảm họa nghiêm trọng. Họ sợ nó sẽ gây ra một số rắc rối về ngoại giao. Hàng chục năm sau đó, nguyên nhân của thảm họa cháy khinh khí cầu Hindenburg vẫn còn là một điều bí ẩn. Các nhà nghiên cứu, sử gia, báo chí đã đưa ra nhiều giả thuyết nhằm lý giải sự cố. Từ việc Hindenburg bị trúng bom, trúng tên lửa, đến việc phi hành đoàn cố gắng hạ cánh trong điều kiện thời tiết xấu. Song tất cả đều không đưa ra được bằng chứng thuyết phục. Mọi chuyện dần sáng tỏ. Đến năm 1997, một chuyên gia về khí hydro tên là Edison Benn và một nhóm nghiên cứu của cơ quan NASA đã tiếp tục lật lại thảm kịch năm nào. Họ khẳng định rằng khí hydro không phải là nguyên nhân, bởi lẽ ngọn lửa trùm lên khinh khí cầu có một màu đỏ rực, trong khi khí hydro thì không tạo ra ngọn lửa có thể nhìn thấy được. Sau đó, vào ngày kỷ niệm thảm họa hàng năm, dư luận lại tiếp tục đặt ra giả thuyết cho rằng điều kiện thời tiết có thể giải thích cho tai nạn Hindenburg. Cơn bão đã khiến cho chiếc khinh khí cầu không thể hạ cánh, trong khi nó có chứa một lượng điện tích lớn, và những tia sét ngang dọc trên bầu trời đã đánh thẳng vào khinh khí cầu, khiến cho nó bốc cháy. Chuyên gia Edison Benn cũng lấy được hai mẫu vải bọc khí cầu, giống như thứ đã được dùng để chế tạo Hindenburg. Ông mang nó đi thí nghiệm trong những điều kiện thời tiết giống như ngày 6 tháng 5 năm 1937, và các mẫu vật đã lập tức bốc cháy. Benn đã tạm đưa ra kết luận rằng thảm họa Hindenburg là do thời tiết tĩnh điện. Mãi đến năm 2013, nguyên nhân chính thức của vụ tai nạn Hindenburg mới được công bố chính thức. Kỹ sư hàng không người Anh là James Stansfield và các đồng nghiệp đã thực hiện nghiên cứu và nhận thấy chiếc khinh khí cầu đã bị tích tĩnh điện khi đi qua cơn bão, giống như giả thuyết mà Edison Benn đã đưa ra trước đó. Đồng thời, Stansfield còn cho biết một ống dẫn khí của khinh khí cầu Hindenburg đã bị thủng. Khi nhân viên dưới đất nắm lấy các dây neo, họ đã khiến cho khí cầu tiếp xúc với mặt đất và ngọn lửa đã bùng ra ở phía sau khí cầu, đốt cháy khí hydro. Mặc dù đã tìm ra nguyên nhân, song sự kiện cháy khinh khí cầu Hindenburg năm nào vẫn để lại nỗi đau quá lớn cho người thân các nạn nhân. Còn với những người sống sót, vụ việc đã ảnh hưởng mạnh tới tâm lý của họ, đến mức có những người mãi mãi không dám đi máy bay, dù máy bay là phương tiện hàng không an toàn hơn gấp nhiều lần so với khinh khí cầu. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!